Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay anh em mình được đi chơi dưới sông Pa. Bây giờ anh em mình đi kiếm gì, cá hay gì đó. Mọi nhà anh em nhớ theo dõi clip nhé. Để biết có còn gì trong sông đây nữa. Vâng, hello mọi người ở dưới sông đây. Gió quá mọi người ạ. Gió rất là mạnh. Vừa nghe không rõ mọi người ạ. Không biết con sông này có con cá sấu nữa mọi người. Mọi người.
Treasure.